trên Internet, đặc biệt là thông tin trên các blog và các trang mạng xã hội từ giờ cho đến cuối năm. Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam cho rằng một số tổ chức cá nhân đã lợi dụng không gian mạng để đưa những thông tin vu khống, sai sự thật hoặc về điều và là bôi nhọ và nói xấu lãnh đạo. Đô đốc Scott Swift, tân tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ hôm nay tuyên bố với các nhà báo ở Philippines rằng các lực lượng Mỹ được trang bị tốt và sẵn sàng đáp trả mọi tình huống bất ngờ trên vùng Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Đô đốc Scott Swift mới nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua. Công an biên giới tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã hạ sát 4 người Duy Ngô Nhĩ và có một là thành phần Hồi giáo khủng bố đã tổ chức vượt biên để tham gia tổ chức Hồi giáo nhà nước ISIS. Ngoài ra, 533 người khác bị phát hiện đang tìm cách trốn ra khỏi Trung Quốc. Những người này khai họ đã có ý định vượt biên từ năm ngoái. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới World Bank đã bác bỏ cáo buộc cho rằng đã bị Trung Quốc áp lực phải loại bỏ một báo cáo chỉ trích tài chính nước này ra khỏi trang nhà của World Bank. World Bank giải thích rằng báo cáo bị gỡ bỏ do không rà soát lại những chi tiết không thích hợp.